vào một ngày đẹp trời, rất là thích hợp để đi chăm sóc sắc đẹp. Đi ba quẩy đi. Trời, ăn mặc gì thế ghê vậy bà nội? Gì? Đồ ngủ ở nhà dễ thương vậy mà. Dễ thương? Ừ. Từ cái bóng xì á. Phụ nữ bây giờ là phải ăn mặc là đẹp, rồi là quyến rũ, phải show hết ba dòng móc lửa. Giống như tôi vậy nè. Thôi, bà quyến rũ một mình bà đi. Bà này không được. Tôi phải kéo bà ra khỏi cái thế giới u tối, biến bà trở thành một người thật là quyến rũ. Bà phải vượt qua hết quá khứ của bà đi. Bà phải bước ra ngoài kia, vừa cỡ vừa mở thì xã hội mới sẽ hiểu không? Không. Bà cỡ một mình bà luôn đi. Chán rồi quá. Thôi, không nói nhiều nữa. Ở đây thay đồ đi bác tôi. Thôi, không đi mấy chỗ đó đâu, mấy chỗ đó không hợp với tôi. Bà đi mình đi. Vui lắm, đi bà vui lắm, đi vô thay đồ đi. Đi đi, đi mình đi. Này. Này. Alo. Con bận lắm. Cúp máy nha. Có chuyện gì hả? Nè. Nhìn tôi ơi, không có gì nói gì. Có chuyện gì đúng không? Bà không giấu được tôi đâu. Mẹ tôi gọi. Mẹ tôi đòi gặp 3 tháng một lần. Mà thôi, kệ đi. Không gặp luôn mới chết. Thôi tôi đi ba đây. Ở nhà ngủ đi. Yến ơi, anh đi em lên phòng ngủ nha. Kem. Ông đi mà Kem. Ông đi. Tỉnh lại coi. Trời ơi. Chơi cái kiểu gì á. Anh kia. Anh là ai? Vào đây làm gì? Em cứ bình tĩnh. Anh chỉ là đưa bạn em về phòng thôi mà. Làm gì mà dữ vậy? Ai mượn? Hết nhiệm vụ rồi, mời anh về cho. Giờ đi chào. Không được gọi chủ nhà nha. Anh Sơn. Anh Sơn ơi. Thôi được rồi. À, mẹ ơi. Ủa? Ủa? Mấy người lại vậy thì kệ mấy người chứ. Lại vậy thì đừng ăn đi đi. Người ta không cờ nữa. Bỏ là bỏ. Gặp là gặp. Đều xấu xa. Bà Kim. Sao bà nằm đây? Ai làm bà ra nông nổi này vậy? Còn ai vô đây nữa hả? Tại tôi buồn nên tôi uống hơi nhiều. Không phải là càng buồn thì càng phải đối mặt với nỗi buồn hả? Mẹ gọi hơn 50 cuộc đó. Bình thường mà ghét lộn xộn lắm mà sao nay kỳ vậy? Trời ơi, phải tùy hoàn cảnh với bà.
trong cái hoàn cảnh này đó là phải ăn mặc như vậy. Một hồi nữa lên gặp bà già á, bà thấy tôi khổ sở bà mới cho tiền. Ê, ông khoan. Một hồi nữa lên gặp bà á, bà nói là tôi khổ sở lắm, thì bà muốn hiểu, muốn cho tiền tôi, bà hiểu không? Nhớ nha. Tôi nhớ, tôi nói bà đó, nhớ đó. Con tới trễ 15 phút rồi. Con bị kẹt xe buýt. Nếu mẹ nhớ không lầm á, thì mẹ đã cho tiền con mua xe mới rồi mà. Tại sao phải đi xe bếp? Xe lỗi mốt, con bán rồi. Con đi đâu? Ai đây? Bạn. Dạ, chào cô. Con mà cũng có người bạn xinh đẹp lễ phép vậy đó hả? À mà nè, hổng rài á, con Yến nhà cô nó có quậy phá gì không? Dạ, Yến giỏi lắm cô. Mà sắp tới á hả, Yến sắp trở thành diễn viên nổi tiếng rồi cô. Cái gì? Nè, con qua bên kia ngồi chơi chút xíu đi ha. Muốn ăn gì cứ kêu, một xíu nữa cô trả tiền cho. Cô có chuyện riêng muốn nói với Yến. Nếu con là bạn tốt của con Yến thì con nên nghe lời cô. Con hiểu ý cô chứ? Dạ. Con xin phép. Mẹ đã cấm con không được làm cái nghề xuống cam vô loài đó rồi. Tại sao con cãi lời mẹ? Mẹ bỏ con thì mẹ đâu có quyền. Con muốn làm cái gì, con muốn thành cái gì là quyền của con. Đến đi con gái. Ba, sao ba khó được nói hả? Lúc này mẹ con tịch thu, bà lén giấu được hai hộp cho con đó. Cảm ơn ba. Nhớ sau này có vẻ bờ gì ra ngoài vẽ, đừng có vẽ trong nhà. Bà la bà mệt lắm. Vô nhanh, vô nhanh. Ông làm cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Cha con đang bày trò. Ông định phá hỏng tiền đồ con nhỏ hả? Con nó muốn học vẽ, em bắt nó học luật. Em mới chính là người phá hỏng tiền đồ của con á. Cái gì? Em là người phá hỏng tiền đồ của con hả? Chẳng phải em muốn cho con sau này nó thành tài, nó sẽ làm kiếm được tiền nhiều hơn cái nghề viên chức quẹn của ba nó. Không có em cái nhà này nó phá sản lâu rồi. Em không được đem cái công việc của anh ra chỉ chiết ở đây nha. Có con cái nè. Ủa? Em nói vậy không đúng hay sao? Mà thôi đi, cha con tôi đã chịu đựng bà quá lâu rồi. Kim này, từ nay con muốn làm gì thì con cứ làm. Ai cho phép? Tôi cho phép. Tôi với bà đi gì đi. Tôi mệt mỏi quá rồi. Ông nói cái gì? Ông tưởng tôi không dám hả? Ông muốn đi gì thì ly dị chứ gì. Mấy bữa nay con đi đâu? Sao không gọi cho ba mẹ biết? Con tìm được chỗ ở mới rồi. Khi nào mà thuận tiện á thì con báo cho ba nha. Bây giờ con có về không? Hả? Hay là con muốn mẹ lo cỏ con mới chịu về? Con không về, con muốn sống tự lập. Ai cho phép? Hả? Ai cho phép mày tự lập? Mày có cha có mẹ đàng hoàng
đâu phải con Quang đâu, lỡ giờ sớm người ta biết được mặt mũi ba mẹ để đâu. Con thôi đi, nói nhiều quá. Mẹ, tại sao lúc nào mà con chỉ biết quan tâm đến mặt mũi của mẹ vậy? Mẹ có bao giờ để ý đến cảm nhận của con không? Con không muốn sống với sự sắp đặt của mẹ nữa. Con sẽ không về. Mẹ không về? Vậy thì con đi luôn đi. Đừng bao giờ con dám mặt về nữa nghe chưa? Coi như là mẹ không có đứa con như con đi. Mẹ Kim nè, mẹ con dặn nói vậy thôi. Kìa. Tại sao lúc nào á người lớn họ cũng muốn làm theo ý của họ? Họ mấy cái chuyện cỏn con như vậy không có đáng để khóc đâu. Mẹ nói đúng. Chúng ta là những người trẻ nên tìm cách vượt qua những việc này. Và cách nào? Đó chính là cuộc sống thả ga, bê ba nó buồn. Chính xác. Ê, cái này cũng được luôn. Hợp với luôn nè. Ê, cái gì vậy hả? Đúng không? Đúng không? Cái này luôn. Cái này được học của mẹ là con học tôi thích. Đi ba. Trời ơi, đang mùa sale quá trời đẹp luôn bà. À, bà có biết cái âm thanh nào mà cuộc đời tôi thích nhất không? Thanh gì? Đó là tiếng quẹt thẻ tiên tiên không giới hạn. Alo? Tại sao cái thẻ của mẹ đưa cho con mới đi mà con tiêu gần hết tiền vậy hả? Thì con dọn ra sống riêng á, cũng có rất là nhiều thứ cần phải mua sắm mà mẹ. Giờ mà cái chuyện này mẹ cũng ép con á, thì con trả lại thẻ cho mẹ luôn. Con sẽ tự lập, tự kiếm tiền, con sống khổ, sống cực như thế nào á, con không cần mẹ quan tâm luôn. Cái gì vậy? Có sao không? Không sao cả, mặc kệ, mua sắm thả ga, phải ba đổi buồn, đi thôi! Em đi đâu về đó? Anh này kỳ ghê. Đi đâu không thèm nói. Ê, anh đi đâu là chuyện của anh, em quan tâm làm cái gì? Nhỏ kia là ai vậy? Bạn của anh. Bạn cái gì vậy bạn? Quay làm người ta mệt muốn chết luôn à? Vậy mà còn kêu bạn được. Ghê. Bạn mà qua nhà ăn mặc ở trên và dưới. Bạn ủa thì nhà của tôi mặt sao quyển tôi.
anh Sơn, con nhỏ đây là ai vậy mà sao lớn giọng quá vậy? Em gái nuôi của anh cho thuê phòng trên đó. Em gái nuôi thôi đó hả? Nuôi ngang hông rồi làm thịt đúng không? Anh Sơn ăn táo không? Em lấy táo cho Sơn nha. Đây. Ngon không? Ừ. Táo vừa già vừa héo. Sơn ơi, mừng táo của em được. Táo vừa lét vừa chua, sao ngon bằng táo già tôi chín được hả em? Anh Sơn, táo chín lủng thì có. Thôi, được rồi. Anh no lắm rồi. Gì chua của chồng tôi á. Sao không có coi tay của chị hả? Tay nè, coi đi. Thôi em về coi tay em cũng được. Chị ơi, sao đẹp quá vậy trời? Đi, còn chị gái của chị. Hôm qua ra vẻ tới đây lắm mà em. Con nít mà đòi giành trai của chị hả? Không có dễ đâu nha. Thì hôm qua em ngủ mới dậy cho nên là em nói sẵn vậy thôi. Thôi chị bỏ qua chị. Không có dễ đâu mày ơi. Bắt lại. Dạ bắt. Hai người lấy một người, còn một nam một nữ nữa. Không biết có tội với Lương Tâm hả? Không, Lương Tâm cắn rồi. Bắt nó mày đứng có nhìn nữa. Thì bây giờ trước khi mà chị xử em thì giờ cho em gọi gì cho mẹ một cuộc đi. Mẹ em chỉ có một mình em thôi, mẹ em lớn tuổi lắm rồi, bây giờ mà chị còn xử em á thì nhẹ thì cũng 2 tuần mà nặng thì cũng 1 tháng. Không có ai chăm lo cho mẹ em hết chị ơi. Trời ơi, tôi nghe mày kể muốn khóc quá. Chị muốn khóc quá mẹ ơi. Bắt nó đi mày đứng nhìn nữa. Chị tội quá à. Hay là tôi gọi về nhà đi chị. Đúng rồi đó. Mẹ ơi. Chị đừng có như vậy được không? Em theo chị là bởi vì em nghĩ chị là một người nghĩa khí, sống tình cảm. Với lại chị đẹp, nhưng mà ngày hôm nay em không ngờ chị lại lạnh lùng nhẫn tâm độc ác thà hiếp phụ nữ đánh đập cho em làm những chuyện đồi bại cho xã hội như vậy. Chị thật là... Thôi, tao không muốn nghe mày nói nữa. Tao nhớ là tao đâu có ép đến mức độ mày kể gì đâu. Mày kể đây người ta tưởng là tao thúi thôi á. Vâng lại nha. Được. Để tin mày để đi theo chị bấy nhiêu đâu. Hôm nay chị sẽ cho mày để phục chị. Gọi cho nó đi. Gọi lẹ đi. Nhanh lên. Dạ em ở đi. Khoan, bấm đi, tôi nghe. Ai biết được gọi cho ai? Đúng rồi. Dạ lên. Dạ. Ôi, cái nhỏ ý này thiệt luôn á. Đi đâu mà để nhà cửa như cái chuồng heo à. Con này chết thiên đó mẹ. Mới nhắc một cái gọi về rồi. Dạ, alo. Ê, ok. Đi đâu từ sáng giờ mà để nhà cho cái chuồng heo vậy hả? Tôi nó có rảnh nó mà giận gì cho mấy người hoài á. Bác gái đang giận lắm á. Alo mẹ hả? Mẹ, con lỡ ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh của mẹ thôi mà. Thì có tí về con mua lại. Thôi mẹ đừng có chửi con nha. Không có câu giờ nha ngoại. Ngày mẹ đâu yêu. Con đang nhớ mong về mẹ. Mẹ đang ở phương trời nào? Cái chỗ đang bị đánh mày đó. Hả? Cái gì? Ở đâu? Tao không cầm game băng nghệ. Mày bắt nó nhanh lên. Dạ, 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 dạ
Khoan, đứng lại nhỏ kia. Nào nghe đứng lại coi. Cho tôi ra đây làm chi vậy? Ta cho vui. Vui mà vui trời. Mà tính sao tôi không biết chỗ. Có, bà biết mà. Biết gì mà biết? Chợ bãi chợ rồi đó. Chợ gì nữa? Chợ bỏ chạy đó. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Sao nhéo mấy anh sướng quá vậy? Bắt nó. Chạy. À, dạ anh ơi, em lỡ, xin lỗi nha. Bà chịu á, đừng lo. Ê, tóc của bà, mặt của bà nữa, có làm sao không vậy? Bà có bị gì vậy? Ê, bị sưng kìa. Có sao không? Mà cảm ơn bà nha, không có bà tụi tôi chết chắc luôn á. Có gì đâu. Bà nữa, gây sự tụi nó chi vậy hả? Dạ. Thì ai biểu tụi nó có bắt đầu tụi chị. Sơn. Tôi là Kim, nhỏ này á là Yến. Cảm ơn bà lần nữa nha. Còn tôi là Linh. Tôi á là ghét nhất tụi đàn ông bị bạn ăn hiếp. Tôi lúc nào cũng theo. Nói chung là theo tâm lý. Đừng lo. Bà sao không? Không, sao mà. Ấy, bác sĩ Vũ. Em cứu mày hả? Trời ơi, làm gì mà te tôi bầm dập hết trơn vậy? À, là cô này rắc rối đúng không? Kia đúng không? Hả? Em có buồn đời á, cũng đừng có lo mấy bạn em vô chứ. Không phải đâu mà anh muốn. Chấp nghe một lần, phải biết tự đứng dậy. Em nhìn lại bộ dạng của em kìa. Hả? Em đừng có phần mua cho bạn của em. Anh nhưng mà anh thất vọng vì em lắm. Anh Vũ. Ê, cái gì? Sao bà không đi thanh minh với ổng đi? Tại sao phải thanh minh kệ ổng? Hả? Ê, nhưng mà cái chàng trai đó là ai vậy? Bác sĩ Phú, bác sĩ đẹp trai rất là tôi từng thấy. Bác sĩ trai, ác ma thì có. Thôi, bye bye bà nha. Khi nào có duyên thì mình gặp lại. Tụi tôi thuê biệt thự đằng kia kìa. Bữa nào rảnh thì ghé qua chơi tụi tôi nha. Ê, Kiếm, đợi. Chúng tôi gặp nhau là cái duyên tình cờ như vậy đó. Linh mỏng manh nhưng lại giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống nguy cấp. Từ đó về sau cho đến tận bây giờ, Linh vẫn là vị cứu tinh của cả tôi và Yến. Có một điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao bác sĩ Phú lại xuất hiện và nói với tôi những lời như thế. Anh ta đã nhìn thấy những gì? Thật khó hiểu. Những ước mơ vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng chơi.